Tôi cảm nhận thấy là tháng này doanh số có thể bị sụt giảm. Tôi yêu cầu mọi người tập trung cao độ, dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Còn về kỹ năng bán hàng, cậu sẽ phải tìm hiểu thật kỹ đấy. Thì cái này thì em hỏi ai ạ? Hỏi Quỳnh. Quỳnh sẽ giải đáp cho cậu. Vâng. À tôi quên mất, chưa nhắc lại. Ở đây sẽ không có sự ưu tiên nhá. Nếu như cậu không bán được hàng thì quan hệ với giám đốc cũng bằng thừa. Và cậu đừng mong sự trợ giúp từ phụ huynh nhá. Cái sai của ông già ông ấy là không đánh giá đúng thế mạnh của con trai mình. Công việc của ông không phải là ở văn phòng. Có những chuyện mà sẽ chẳng bao giờ ông già tôi công nhận. Vậy đã bao giờ ông nói chuyện thẳng với bố ông chưa? Trách ông già ông một thì phải trách ông 10. Chưa bao giờ tôi thấy ông quyết liệt được một cái gì cả. Ra ngoài thì bị người ta nói ra nói vào, về nhà thì bị bố giáo huấn. Muốn làm cái này không được, cái kia không xong. Anh chán lắm rồi. Thì tại anh chứ sao? Quay đi quay lại vẫn không hết được cái bệnh động tí là chán, hơi tí là tự ái. Ý em bảo anh hèn đúng không? Đấy là anh nói đấy nhá. Đi đâu? Em chưa nói xong. Em thích nói, thì tự nghe một mình đi. Em có sao không? Tôi có ngu mà nhắm mắt lấy anh đấy. Thì sự anh hứa hẹn với tôi đủ kiểu, nào là sẽ yêu thương, chăm sóc tôi, không để tôi phải khổ. Sẽ sống trong nhà anh như một bà hoàng. Lời anh nói nhẽo nhột thế nào mà tôi lại mùi tai được chứ. Em thôi đi, đã thế bây giờ anh ra ngoài, để cho bố với em đỡ trướng mắt. Đã dài, không biết sửa còn đòi ra ngoài à? Thế thì ly hôn đi.